Nam em viết tâm thư cảm ơn Trấn Thành sau ồn ào tình cảm với Lãnh Thanh. Mới đây, trên trang cá nhân, nam em vừa đăng tải loạt hình ảnh xinh đẹp cùng dòng trạng thái gửi lời cảm ơn đến MC Trấn Thành, thu hút sự quan tâm của khán giả. Cô viết: suốt một năm qua, em ngồi dưới một cái hố và bị che phủ bởi sự tự ti, bởi sự mặc cảm. Chẳng có mục tiêu đi hướng đến, em chao đảo, bệnh càng ngày càng nặng. Em ra vào viện như cơm bữa. Anh biết không, vì em vừa được lôi ra khỏi cái hố, nên nhiều lúc em vẫn chưa tin tưởng vào bản thân mình. Cảm ơn anh Xiền đã quan tâm đến em bằng cả tấm lòng. Em chân thành cảm ơn anh rất nhiều. Cho dù tình có đẹp đến mấy thì em cũng sẽ luôn tỉnh táo để bản thân không phải đánh mất chính mình thêm một lần nào nữa. Người đẹp trải lòng. Không những thế, cô cũng còn tiết lộ mối quan hệ hiện tại với Lãnh Thanh. Còn câu chuyện của em với Lãnh Thanh, hãy cho nó vào quá khứ. Hiện tại em đang hướng đến tương lai, rồi em sẽ tốt hơn nhiều. Cảm ơn anh Trấn Thành đã quan tâm đến em. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Người Nhà Quê. Chúng tôi hy vọng quý vị sẽ có những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để theo dõi những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Nghệ Sĩ.